Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi, là sau sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Chi rồi thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Chi điện thoại lên nói là thôi hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Là mẹ im, mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Xinh xắn không? Chào hai em. Dạ. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh, đến chị, đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi coi bạn này bao nhiêu tuổi nha, mời em. Dạ, lời nói đầu tiên con xin... Em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm chị luôn. Biết nhỏ này. Mà con... chú đợi con một chút nha. Trời kêu con chú cái tổn thương dễ sợ. Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri, năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em kể tiếp đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn nó là phải diễn như vậy như vậy, xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm. Xong rồi đấy, anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó ở trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm. Em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè, em quên tên rồi. Lại một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi một hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em. Trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì hôm nay em cast tới mấy trăm con người, em đâu có thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai như vậy? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ. Tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính đó là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi, rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Đó là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước. Xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười. Xong cái con cá thì cứ coi con cá đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá à. Em đừng cười nữa, anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm, là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển. Thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng như vậy, ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh. Em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu. Thì vô tình là hôm đó xuống tới Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài phim có báo, rõ ràng là em không gài. Thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại đúng vì rồi, chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa, em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy thì cái con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á thì là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì Chi hên nha, Chi hên có một cái là lúc mà Chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê. Mẹ em đi về Đà Nẵng.
thì mẹ em đi mất hơn một tuần. Mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ. Xong rồi đi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng với bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hò nhau, mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ đúng Tri. Rồi thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn Bin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật là con nói là con quen Bin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì Bin có nói với con là Bin lo lắng, Bin run, Bin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp Bin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế thì, là dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thật em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri bẻ hết tất cả những cái khó của em. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em mà em không có sử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được chứ để bẻ một cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi đó. Trời ơi, bà con quá mà con bẻ là con nít mà trời. Con bẻ phải con bẻ một lần. Con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng nợ đó em. Dạ. Đó. Anh hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, rồi được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi, là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri gọi điện thoại lên nói là thôi hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Rồi mẹ im mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng. Em nghe hết rồi em mới nói em mới đứng lên em mơ thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri. Và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường không có đúng vững. Rồi, lập trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc là mẹ vui rồi, thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa, tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn Bin, hiếp có em sao? Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ đúng rồi, có võ đúng rồi, cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn đá em vài cái.
Mới đây còn up lên Facebook và đá em mấy cái à, cái đó anh tự up luôn. Rồi khui đi, tập xấu của cô gái Tri này là gì? Đó, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mới ngồi tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em sao? Giỡn nha anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại buồn. Đi em tính lại đi, em tính kỹ lại có bao nhiêu, em cứ ngồi em đợi. Bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Trời ơi. 18.000, sau đó chuyển có 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho em vui, thôi thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô một rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành nó, tại vì bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có bị... giếng. Té xong có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té giếng nước nó còn nhiều. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin. Nha. Rồi, tật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Anh tự nhiên anh nói gì cái chi đến sáng luôn. Đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy, em gái mình nó thức khuya nó chơi game lắm, nó kêu là hồi tối hôm qua em đang chơi game em thấy bà Tri bả ngồi vậy bả lột cái quần bả quăng ra xong bả nằm bả ngủ tiếp. Bả tự cởi quần bả xong bả đưa hồi em, bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á. À bị... vậy là bị bỏng du thiệt. Tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở, nó nói là ồ sao hai đứa sợ ơi là sợ luôn, ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân vô cái tủ á, ba mở ra cái ba đóng lại, ba mở ra ba mày em làm gì đi. Dạ à, em kiếm đồ. Sao sáng hỏi ba không nhớ gì hết. Trời ơi tivi nữa, mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó ai thôi mở đi đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi dành mền dành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á, bả lấn em vậy á rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chắn ngang cổ em vậy nè, giống như núi đè vậy đó. Thiệt, em hiểu ngủ rất là ngoan luôn mà không hiểu sao. Có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha, mà các con đang mơ, con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông Bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Xong cái con ngắt cái tay ông, một cái ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn, ông đứng lên nói, em ơi chuột cắn anh không. Rồi cái con em nhéo anh đó không, chuột cắn anh. Trời ơi chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, bây giờ là em sợ luôn. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được đúng không? Cố gắng phải tìm phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Rồi thôi, nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương, và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm mà cái ghen. Ghen. Cái ghen hả? Ghen kinh khủng. Mỗi lần bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á, bà nói thẳng em vậy luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh bỏ anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng vai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm gì sai, phải nói cho anh biết anh làm gì sai. Không, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh là đồ điểu cán gì, chửi ấm sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám đông không? Không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng mà chả đọc được. Ui, chả đọc được luôn. Trời đất ơi, chửi trong lòng mà chả đọc được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con nó dâng máu, mà cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Người đây không quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng. Ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết vậy em. Ngày nào anh cũng mập hết vậy, anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không, em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi.
À, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi, còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó, quá thích nhiều đó thôi. Rồi nhà sao? Nhiều cũng làm hết được. Sao? Tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. À, lúc mới quen á là con khóc quà áp lực lắm cô ơi. Tại lúc vì... mới quen thôi. Bây giờ coi. Không, từ từ để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á, ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu, xong rồi con phải tập 2 tháng đó cơ. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả, con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á, con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phiếu luôn tới giờ đó. Bỏ phiếu luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ. Thì... con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, siêng nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bày cái bếp con dẹp mệt lắm, thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri kiểu như Tri ăn đường nhiều quá, Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó. Mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả, cầm điện thoại lướt lên xong cái cười với cái điện thoại. Mình lúc đó đang giận mà. Mình có cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em, nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay, nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin, nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao, thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Dạ rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Rồi, xin cảm ơn các em. Cảm ơn.